Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh Khoa học tươi trẻ và sức khỏe cuộc sống của chúng tôi. Lời đầu tiên, Khoa học tươi trẻ và sức khỏe cuộc sống xin gửi lời chúc sức khỏe tới quý khán thính giả. Chúc quý khán thính giả có sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc, gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và hôm nay, Khoa học tươi trẻ và sức khỏe cuộc sống của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý khán thính giả một video mới nhất trong ngày hôm nay với nội dung Top 12 cây thuốc nam chữa ho dễ tìm nhưng vô cùng hiệu quả. Phần 2. Nếu quý khán thính giả quan tâm thì hãy cùng Khoa học tươi trẻ và sức khỏe cuộc sống đi tìm hiểu nội dung của bài viết dưới đây nhé. Cách chữa ho bằng cây thuốc nam thứ 4 là hoa đu đủ đực và hoa kế. Hoa đu đủ đực và hoa kế là những vị thuốc được dùng điều trị về nhiều bệnh lý viêm nhiễm khác nhau, trong đó phổ biến nhất là chữa ho và viêm họng. Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh chỉ nên sử dụng 1/2 muỗng cà phê vừa đủ để phát huy hiệu quả. Cho trẻ nhỏ uống thấm dần từ đầu lưỡi và từ ít đến nhiều. Về cách thực hiện, bạn chuẩn bị 10g mỗi loại hoa đu đủ đực, hoa kế, lá tía tô cùng với 5g đường phèn. Bạn cho thuốc vào trong bát sứ rồi đem chúng hấp cách thủy trong khoảng 15 phút, đun đến khi sôi. Người bệnh rót thuốc ra bát và để nguội cho bớt nóng rồi uống. Mỗi ngày bạn nên uống 2 lần sau khi ăn, bạn áp dụng liên tục trong khoảng 2 đến 3 ngày để giảm ho và viêm họng, rất hiệu quả. Cách chữa bệnh bằng cây thuốc nam thứ 5 là lá hẹ. Lá hẹ là vị thuốc nam chữa ho và viêm họng rất hiệu quả. Trong điều trị y học cổ truyền, lá hẹ là một vị thuốc có tính ôn, vị cay hơi chua, không độc, có tác dụng chữa chứng viêm họng và ho rất hiệu nghiệm. Bài thuốc an toàn đối với cả người lớn và trẻ nhỏ, đặc biệt đối tượng trẻ sơ sinh bị ho cũng có thể áp dụng bài thuốc này để chữa bệnh rất an toàn. Bạn sử dụng lá hẹ chữa ho cũng được xem là một trong những phương pháp được nhiều người áp dụng và mang lại những dấu hiệu điều trị rất tích cực. Về cách thực hiện, bạn sử dụng một nắm lá hẹ tươi, rửa sạch để ráo, cho lá hẹ đã thái khúc vào chén nhỏ, thêm một ít đường phèn lên trên. Bạn hấp cách thủy cho đến khi hỗn hợp nhuyễn ra. Bạn lọc lấy nước uống khi còn ấm và nóng từ 3-4 lần trong ngày, mỗi lần uống 2-3 thìa cà phê. Bạn thực hiện bài thuốc liên tục đến khi triệu chứng ho giảm hẳn. Cây thuốc nam chữa ho thứ 6 là cây xương sông. Bạn sử dụng một nắm lá xương sông chữa ho khan, ho đờm được lưu truyền trong dân gian rất phổ biến. Lá xương sông trong ghi nhận của đông y là cây thuốc nam trị ho, trị viêm họng, có tác dụng hỗ trợ tan đờm, đồng thời lá xương sông hỗ trợ chữa chứng đầy bụng và nôn mửa. Về cách thực hiện, bạn sử dụng 2-3 lá xương sông rồi đem rửa sạch rồi thái nhỏ, cho thêm vào 5 thìa mật ong nguyên chất. Bạn đem hỗn hợp đi hấp cách thủy rồi chắt lấy phần nước cốt. Mỗi ngày uống 2 lần vào sáng và tối. Người bệnh nên áp dụng đều đặn trong 5 ngày sẽ nhận thấy hiệu quả rất tốt. Cách chữa ho thứ 7 bằng cây thuốc nam là cây rau diếp cá. Thành phần dược chất chính của cây rau diếp cá là hoạt chất kháng viêm, thúc đẩy sinh sản thêm các kháng thể bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của vi khuẩn. Diếp cá có vị chua nhẹ, tính mát, nên dùng nhiều trong điều trị chứng nóng trong người, thải độc gan, chống viêm, sát khuẩn và chữa ho. Cách thực hiện, bạn sử dụng một nắm lá diếp cá tươi, đem rửa sạch và giã nhuyễn, đem hỗn hợp đun sôi cùng với nước vo gạo, đun lửa nhỏ trong vòng 20 phút, bạn lọc lấy nước, uống khi còn ấm. Bạn nên uống 2-3 lần mỗi ngày. Bạn áp dụng bài thuốc đều đặn trong 5-7 ngày để những cơn ho sẽ biến mất hoàn toàn. Cách chữa ho bằng cây thuốc nam thứ 8 là hoa mướp. Bạn sử dụng hoa mướp chữa ho bằng cách hấp quách thủy đem đến những cải thiện nhất định. Tuy nhiên, bài thuốc không sử dụng đối với trẻ em dưới 1 tuổi. Về cách thực hiện, bạn chuẩn bị 12g hoa mướp đem rửa sạch, cho hoa mướp vào ấm hãm cùng với nước sôi. Bạn dùng như trà uống mỗi ngày, có thể thêm một chút mật ong và uống 2 lần mỗi ngày. Cách thứ 2, bạn sử dụng hoa mướp 2-3 bông đem rửa sạch, thái thành khúc nhỏ. Bạn đem cho hoa mướp vào hấp cách thủy
cùng với đường phèn hoặc mật ong. Bạn chắt lọc nước uống, mỗi lần chỉ uống khoảng 2-3 thìa, dùng 2 lần mỗi ngày. Bạn thực hiện thường xuyên để chấm dứt nhanh những cơn ho khó chịu. Cách chữa ho bằng cây thuốc nam thứ 9 là cây cam thảo. Nhắc đến các cây thuốc nam chữa ho thì không thể thiếu cây cam thảo. Cây cam thảo được xem là cây dược liệu quý, có thể dùng cả cây lẫn rễ để chữa bệnh. Trong ghi nhận của đông y, cam thảo có tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ bồi bổ tỷ vị, dưỡng phế, thải độc, tiêu đờm. Trong y học hiện đại, cam thảo được công nhận có thành phần kháng viêm, kháng khuẩn, nên được chiết xuất thành dược liệu để giảm ho. Về cách thực hiện, cách thứ nhất, bạn chữa ho bằng bột cam thảo. Bạn sử dụng 10g bột cam thảo khuấy đều cùng với 200ml nước ấm đến khi tan hết. Chanh bạn cắt đôi, vắt nước, cho vào ly bột cam thảo đã chuẩn bị và khuấy đều. Bạn sử dụng hỗn hợp khi còn ấm, mỗi ngày nên uống 2 lần cho đến khi hết bệnh. Cách chữa ho bằng cây cam thảo thứ hai là bạn chữa ho bằng cam thảo và trà chanh. Bạn chuẩn bị 10g lá trà chanh và bột cam thảo hãm cùng 200ml nước sôi trong 20 phút. Sau đó bạn cho một thìa bột cam thảo khuấy đều cho tan. Bạn sử dụng hỗn hợp khi còn ấm, mỗi ngày uống khoảng 2 lần vào sáng và tối. Cách chữa ho bằng cây thuốc nam thứ 10 là lá tía tô. Lá tía tô được biết đến với công dụng chính là giải cảm, trừ phong, làm ấm cơ thể khi bị nhiễm lạnh. Trong đông y cũng ghi nhận tía tô là thảo dược có vị cay, tính ấm, mùi thơm nhẹ. Tác dụng của tía tô đi vào kinh phế, tâm tỳ, phát huy hiệu quả, hạ khí. Tía tô là vị thuốc nam chữa ho an toàn đối với người lớn và trẻ nhỏ. Về cách thực hiện, cách 1, cách chữa ho nhiều, thở gấp và mặt tím tái. Bạn sử dụng 20g tía tô tán mịn, hòa chung với nước nóng, cho uống hoặc nấu chung với cháo để ăn hàng ngày. Cách thứ hai, tía tô sẽ chữa chứng ho nhẹ và không mồ hôi. Bạn kết hợp tía tô với lá khế, lá đu đủ đực, mỗi loại 10g đem rửa sạch, thái nhỏ, cho vào chén nước đun cách thủy với đường phèn trong 15 phút. Để hỗn hợp nguội, đem lọc lấy nước uống từ từ để thuốc thấm vào lưỡi. Cách chữa ho thứ ba của lá tía tô là chữa ho khan, ho đờm. Bạn chuẩn bị 150g lá tía tô tươi, 3 củ hành tươi sắc nhỏ. Bạn nấu cháo cùng thịt bò, cho hỗn hợp trên vào chảo nóng. Bạn nên ăn từ từ sẽ giúp giải cảm, giải ho hiệu quả. Cách chữa ho bằng cây thuốc nam thứ 11 là cây cải cúc. Cải cúc được biết đến với tên gọi khác là rau tần ô. Đây là thảo dược chữa ho có tính mát, mùi thơm nồng, không độc. Cải cúc có tính kháng viêm mạnh nên được dùng để hỗ trợ điều trị ho lâu ngày, chữa chứng viêm phế quản, ho dai dẳng, điều trị ho khan, ho có đờm ở người lớn. Về cách thực hiện, cách 1, cách trị ho cho trẻ em, bạn sử dụng lá và thân non cây cải cúc đem thái nhỏ cho vào chén. Cho hỗn hợp 2 thìa mật ong rồi đem hấp cách thủy trong 10 đến 15 phút, bạn lọc lấy nước cho trẻ nhỏ uống từ từ để thuốc thấm vào cổ họng. Bạn áp dụng bài thuốc 2 lần trên ngày và 2 buổi sáng và tối để đạt hiệu quả. Cách thứ hai, bạn sử dụng cây cải cúc chữa ho cho người lớn. Bạn sử dụng 100g cải cúc, 200g phổi lợn đem nấu canh ăn hàng ngày. Cách khác, dùng cải cúc giã nhỏ lọc lấy nước uống cùng với mật ong. Người bệnh có thể nhai sống cải cúc hàng ngày để làm sạch lưỡi và thông đờm. Ngoài tác dụng chữa ho, top 12 cây thuốc nam còn có thể chữa được nhiều bệnh khác tùy theo từng loại cây. Ví dụ cây rau diếp cá, ngoài công dụng chữa ho, cây rau diếp cá còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc gan, mát gan, bổ thận. Cây tía tô, ngoài tác dụng chữa ho, cây tía tô còn có tác dụng giải cảm cho cơ thể. Hoa khế và lá khế, ngoài tác dụng chữa ho, hoa khế và lá khế có tác dụng chữa bệnh mề đay và mẩn ngứa. Cây cam thảo là thảo dược tốt cho cơ thể, ngoài công dụng chữa ho, cây cam thảo còn có tác dụng giải độc cho cơ thể và tốt cho hệ tiêu hóa. Hoa đu đủ đực, ngoài công dụng chữa ho, hoa đu đủ đực còn có tác dụng hạ đường huyết, chữa viêm loét dạ dày, chống ung thư và ung bướu. Tất cả cây thuốc nam trong bài viết này đều có nguồn gốc rõ ràng. Qua những nội dung trên, nếu quý khán thính giả thấy hay
thì hãy like hoặc đăng ký kênh hoặc chia sẻ với bạn bè để luôn nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc quý khán thính giả có một ngày vui vẻ và hạnh phúc.